Tin buồn ngay đầu năm 2022, nữ diễn viên quyền lực qua đời đột ngột đúng 3 tuần trước khi đón tuổi 100. Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên gạo cội quyền lực này khiến cho người hâm mộ vô cùng xót xa. Nguyên nhân bà qua đời cũng đã được chia sẻ. Trang Daily Mail đưa tin cô gái vàng của Hollywood Betty White đã đột ngột qua đời tại nhà riêng vào đúng ngày cuối cùng của năm cũ 31 tháng 12 năm 2021, hưởng thọ 99 tuổi. Lúc sinh thời, Betty White là huyền thoại truyền hình. Sự ra đi bất ngờ của nữ diễn viên quyền lực khiến người hâm mộ bàng hoàng và xót xa. Nguồn tin thân cận chia sẻ với tờ TMZ cho biết, ngôi sao gạo cội không hề bị ốm hay là đối mặt với các căn bệnh nghiêm trọng nào. Sự ra đi của bà là nguyên nhân tự nhiên vì tuổi già, sức yếu. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của bà tại nhà vào hôm thứ Sáu, ngày 31 tháng 12 và nhấn mạnh rằng họ chỉ điều tra cái chết của bà như một vấn đề về thủ tục, không có bất cứ vấn đề đáng ngờ nào xung quanh sự ra đi của Betty White. Điều đáng nói, chỉ còn 3 tuần nữa, ngày 17 tháng 1 sẽ là sinh nhật tuổi thứ 100 của ngôi sao của TV series The Golden Girl. 3 ngày trước khi qua đời, Betty White đã chia sẻ dòng tweet: "Không thể tin được tôi sắp đón sinh nhật tuổi 100 và tạp chí People sẽ cùng chào đón tuổi mới với tôi." Betty White sinh năm 1921, bắt đầu tham gia sự nghiệp diễn xuất từ năm 1945. Từ thập niên 1950, bà đã là gương mặt quen thuộc của truyền hình Mỹ, tham gia 121 dự án từ phim ngắn cho đến TV series. Những bộ phim ngắn gắn liền với tên tuổi của Betty White có thể kể đến như Mary Tyler Moore, Life with Elizabeth, Hot in Cleveland. Bà được coi là biểu tượng truyền hình của nước Mỹ.